Chào mừng các bạn đã trở lại với hệ thống khóa học trực tuyến được thực hiện tại itplat.vn. Thì ở bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật để các bạn xây dựng cái chức năng tìm kiếm thông qua ASAP, và chúng ta sẽ phân trang bằng CSS và jQuery ha. Thì để không mất nhiều thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ trực tiếp đi vào phần demo và thực hành luôn. Thì chúng ta cần tuân theo một số cái bước thực hiện trước khi chúng ta đi vào xây dựng cái chức năng này ha. Thì số bước thực hiện thì chỉ là tổng quát thôi. Trong quá trình mình hướng dẫn các bạn thì nó sẽ cụ thể hơn rất là nhiều. Thì để thực hiện cái chức năng này thì đầu tiên mình sẽ mở cái project của ta lên thôi các bạn. Thì cái project này chúng ta đã làm việc với nó qua nhiều bài học rồi ha. Hôm nay là một lần nữa chúng ta sử dụng nó để thực hiện cái chức năng tìm kiếm thông qua ASAP này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bước 1. Tại controller tìm kiếm, các bạn sẽ tạo cho mình một cái action với tên gọi là KQI tìm kiếm material ha, kết quả tìm kiếm với các bạn, và kiểu trả về là một material view với một tham số đầu vào là từ khóa Qtrain. Thì tại sao chúng ta lại sử dụng cái material view? Các bạn đã học qua cái bài học là chúng ta load dữ liệu bằng ASAP rồi đúng không nào, và chúng ta xử lý ASAP rất nhiều rồi. Thì material view này nó giúp cho chúng ta đã phải thiết kế lại một cái chuỗi HTML, và chúng ta có thể là thiết kế cái HTML đó trên cái giao diện thì nó khỏe hơn rất là nhiều so với các bạn thiết kế theo cái chuỗi của C# ha. Thay vì các bạn phải return về content và bạn truyền vào rất là nhiều cái tham số chuỗi với các cái ký tự đặc biệt vân vân, thì các bạn tách nó ra là một cái material view. Thứ nhất là các bạn dễ quản lý và chỉnh sửa, cái thứ hai là chúng ta có thể dễ dàng thiết kế giao diện cho mình ha. Thì giờ chúng ta sẽ thực hiện bước 1, ta đi qua thực hiện bước 1 ha, tạo một cái action với kiểu trả về là material view ha, tham số đầu vào là một cái từ khóa, và ta sẽ trả về material view. Thì material view này nó sẽ nhận cái giá trị model là gì? Thì các bạn xem đây, trong cái action các bạn truy vấn trả về kiểu dữ liệu là một cái list sản phẩm và được query theo cái từ khóa đó ha. Đây, nó hoàn toàn giống như là các bạn tìm kiếm ở trên mà cái lót này trang. Thì đây mình sẽ copy lại ha các bạn, copy lại. Đây chính là một cái list sản phẩm được tìm theo từ khóa và chúng ta sẽ trả về ha. Ở đây thì mình trả về theo kiểu là phân trang, nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là phân trang theo CSS và jQuery, cho nên mình không có sử dụng cái này nữa. Và đây mình sẽ trả về cái model là cái list sản phẩm. Cái list sản phẩm này thì nó sẽ được sort theo tìm kiếm thường thường, thì chúng ta sẽ sắp xếp theo giá nha các bạn. Đây, đơn giản vậy thôi. Và cái bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái material view và chúng ta tự bố trí cái giao diện, chúng ta tùy chỉnh ha. Bây giờ mình sẽ add vào cái material view. Thì trước khi thiết kế material view này, mình sẽ nói với các bạn một cái vấn đề như sau. Thì mình sẽ chạy cái website chúng ta lên. Các bạn đợi một tí ha. Chúng ta sẽ chạy cái trang chủ này trước. Mình sẽ nói cho các bạn cái ý tưởng mà mình sẽ thực hiện cái form tìm kiếm ASAP này như thế nào ha. Thì thông thường chúng ta sẽ thực hiện cái chức năng tìm kiếm thông qua cái form tìm kiếm này,
Còn mình search cho bạn xem. Thì đây là cái form tìm kiếm của chúng ta ha. Đây là cái giao diện của cái trang kết quả tìm kiếm của chúng ta và nó được vân trang như bài học hôm trước chúng ta vừa làm. Thì ở bài học hôm nay mình sẽ bố trí một cái form tìm kiếm ngay tại đây và nó sẽ được tìm kiếm bằng Ajax và nó sẽ load lại các phần deep ở dưới đây. Phần deep của sản phẩm này đồng thời cả luôn cái phần vân trang luôn các bạn. Bởi vì chúng ta đã dùng Ajax thì chúng ta không muốn nó load lại trang nữa. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế một cái gọi là phân trang bằng jQuery và CSS, nó hoàn toàn không load lại trang cũng như là cái deep kết quả tìm kiếm này nó sẽ có thêm một cái form tìm kiếm tại đây. Thì tại sao mình lại thiết kế tại đây? Nếu như mình thiết kế trên đây thì nó rất là bất cập do một vấn đề là chúng ta sẽ không biết trả về cái deep tìm kiếm ở ngay view nào, bởi vì tất cả các view của chúng ta đều có một cái form tìm kiếm này. Giả sử các bạn vào cái trang sản phẩm chúng ta vẫn có nó thì chúng ta biết nó lại ở đâu, đúng không nào? Và cái trường hợp đó ta cũng là rất là gặp nhiều bất cập. Thì do đó mình sẽ đem cái form tìm kiếm ngay tại đây. Thứ nhất là cho người dùng họ dễ nhìn thấy. Và cái thứ hai là họ không phải sợ lại tại đây. Nếu các bạn tìm kiếm ngay đây vẫn được ha các bạn. Các bạn vẫn được và nó vẫn trang gì đó vân vân. Riêng các bạn tìm kiếm ngay tại đây thì nó sẽ load sản phẩm nhanh hơn rất là nhiều. Mình hướng dẫn các bạn chức năng tìm kiếm nó để các bạn có thể là mở rộng khi mà các bạn quản lý sản phẩm, hoặc là các bạn quản lý cái gì đó vân vân, và các bạn muốn thực hiện cái chức năng tìm kiếm ở trong cái admin của mình. Đây là cái giao diện của người dùng, còn mình sẽ thiết kế admin cho mình khi mà mình muốn quản lý nó một cách dễ dàng hơn, một cách tối ưu hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình thiết kế cái material view này. Thì cái material view này các bạn thiết kế sau các bạn thiết kế, còn mình sẽ tái sử dụng lại cái phần deep mà ta đã có sẵn ha, ở cái trang kết quả tìm kiếm. Và tại đây mình sẽ đưa vào nó một cái form ha. Trước tiên mình xây dựng cái material view đó thì mình sẽ xây dựng một cái form tìm kiếm trước. Đây sẽ là form tìm kiếm Ajax. Thì ở trong các cái bước thực hiện này các bạn có thấy là mình xây dựng một cái form tìm kiếm Ajax tại cái trang là kết quả tìm kiếm, đây cái trang này ha, chứ không phải là cái kết quả tìm kiếm material. Thì như khi nãy mình đã nói, ý tưởng của mình là sau khi họ search xong thì vào cái trang này thì họ mới thấy được cái phần tìm kiếm ha, chứ mình không có đặt ở đây, bởi vì mình có rất là nhiều trang nhưng các phần tìm kiếm thì lại chứa nhiều trang. Và Ajax thì mình sẽ load lại không phải là toàn trang mà chỉ là một cái deep, thì mình không thể nào mình định được cái deep đó nằm ở đâu do chúng ta chỉ có một cái target ID. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm để các bạn dễ hiểu hơn về cái form Ajax tìm kiếm này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái thư viện Ajax của JavaScript vào ha, của JavaScript vào. Bởi vì trên layout mình không để cái grip này, đồng grip này. Nếu mình để thì nó sẽ kế thừa tất cả trang, nhưng mà gây khó khăn cho một số bạn là các bạn học theo từng bài học thì các bạn sẽ không thấy được cái này. Các bạn có thể là một số bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại không load Ajax được. Thì bây giờ mình sẽ đem tách nó ra thành từng trang để mình hướng dẫn các bạn ở nhiều cái bài học ha, thì nó sẽ cụ thể và rõ ràng hơn thay vì mình để ẩn ở trong một cái layout và tất cả trang khác kế thừa. Tuy nhiên sau này các bạn làm một cái dự án thực tế thì các bạn nên để cái đoạn clip Ajax này vào cái layout ha. Đây layout, các cái layout. Bây giờ mình sẽ thiết kế một cái form. Và cái form này nó sẽ gọi về cái kết quả tìm kiếm, cái action kết quả tìm kiếm bài tiêu ha, để trả về một cái bài tiêu view. Tôi cần controller tìm kiếm
Đây là các cái thuộc tính của cái phong ASAP này ha. Thứ nhất là target ID, thì ở đây mình muốn nó load lại toàn bộ cái div này ha, bao gồm cả phần phần trang luôn, thì mình sẽ cho một cái div để bao lại nó. Mình đặt là kawi tìm kiếm ha. Mục đích của mình là load lại cái phần này nè các bạn. Đây, cái phần sản phẩm cho đến phần phần trang luôn. Và chúng ta sẽ thay thế bằng phần trang bằng query và CSS. Đây, chúng ta sẽ trả về là cái phần là kết quả tìm kiếm. Và kế đến là cái thuộc tính thứ hai ha, cái thuộc tính này cũng rất là quan trọng, đó là insert mode. Insert mode sẽ bằng insert mode chấm replay ha. Replay có nghĩa là các bạn thay thế cái div kết quả trả về bằng cái div này ha, thay thế cái div này bằng cái div kết quả trả về chứ không nhầm. Và ok, các bạn muốn CSS thì các bạn cho thêm thuộc tính HTML vào. Còn đây mình chỉ có một cái gọi là có thể input, là một cái test để có thể là khách hàng truyền tên vào ha, tên sản phẩm vào. Mình sẽ đặt cho nó một cái lát là tt tìm kiếm, để mình định nghĩa là một số CSS cho các bạn dễ nhìn. Rộng ha. Play không đó. Đây thì mình sẽ load lại cái trang này trước cho bạn thấy, thì nó rất là xấu mà. Tuy nhiên mình đã chuẩn bị sẵn một cái đoạn CSS cho cái phần này rồi ha, và mình sẽ copy vào. Đây chúng ta sẽ đặt cái bút tông, đây là thuộc tính ID ha, đây là bút tông tìm kiếm. Đây, những cái form nó sẽ cấp quan hơn rất là nhiều. Cái này mình làm tí ha. Thì đây là cái phần mà phần form mà mình viết lại từ cái CSS này, nó có kế thừa một số cái phần của CSS này, thì mình sẽ bỏ thêm một cái số cái lát thuộc tính thì cái form này ha. Chúng ta sẽ cho một cái div sort ở phía ngoài. Đây là toàn bộ là CSS, các bạn có thể là tùy biến thoải mái ha. Quan trọng là cái chức năng của ta thôi, còn CSS mỗi người một ý. Đây ha, trang 3/3. Thì cái phần này nó làm cho layout của ta bị vỡ, thì bạn cho một cái div là cho thêm thuộc tính style. Đây là một cái div để nó cắt ra, và chúng ta cho cái div này nó padding xuống một tí để khi mà chúng ta muốn trả về kết quả thì chúng ta trả về kết quả nó không có dính sát quá một phần tìm kiếm rồi. Mình nhìn mình cũng thấy là nó tạo cảm giác khó chịu. Chúng ta cắt vài cái thẻ PR là cách đơn giản nhất. Các bạn có thể là canh CSS lại ha, thì nó chuẩn hơn. Ok ha các bạn,
thì cái mình đã có được một cái test search về tìm kiếm rồi, và cái search này nó sẽ gọi về cái controller, về cái action này thì các bạn nhập vào từ khóa là Sony thử xem, thì các bạn sẽ thấy các phần điểm này nó sẽ load lại. À, mình cần build lại cái project ta. Đây ha, các bạn vào trang tìm kiếm bằng cách đơn giản nhất, các bạn search tại cái khung này, thay vì bạn phải gõ trên đường dẫn để chúng ta test ha. Bạn nhập vào từ khóa là A thì nó đương nhiên là nó sẽ có rồi ha các bạn. Tuy nhiên nó vẫn không load lại cái div này cho chúng ta. Cao nguyên tìm kiếm. À đây là cái thuộc tính ID ha các bạn, mình nhầm ở phần này. Bởi vì cái target ID này, ID này nó chỉ đúng với lại cái ID mà tên này thôi. Chúng ta đặt lát nó sẽ không hiểu ha, bởi vì nó là ID. Ok, mình quen đặt lát rồi cho nên mình việc cứ nhập lệnh đó thôi. Giả sử các bạn search từ khóa Sony, bạn tìm thì hiện tại thì các bạn tìm nó sẽ append vào một cái div, replay là về một cái div ha, và cái div đó sẽ là cái bản table view này này. Bởi vì sao? Các bạn xem cái đường đi của nó nè. Nó chạy lên. Tại sao mình phải chạy nút play này thì mình đã nói với các bạn rồi ha, để chúng ta bắt cái debug, chúng ta xem cái đường đi của dữ liệu. Bạn xem nè. Chúng ta từ là Sony nha. Ok. Sony. Ta bấm tìm kiếm. Thì lúc này nó sẽ chạy cái ASCII vào đây và nó nhận về từ khóa. Từ khóa thì nó nhận về là null ha. Do chúng ta đặt cái name, chúng ta cần đặt cái name cho cái test này, từ khóa thì nó sẽ nhận về dữ liệu ha. Ok, và chúng ta chạy tiếp tục, chúng ta sạc lại ha. Đây, từ khóa chúng ta là null. Khi chúng ta sửa lại thì chúng ta cần reload lại cái trang ha các bạn, do mình chưa reload lại trang thì nó không nhận được. Đây, nó nhận được từ khóa là Sony và nó sẽ truy vấn để trả về một cái list gọi là Sony ha, list các sản phẩm có tên là Sony, và nó sẽ order by theo đơn giá, và nó sẽ tiếp theo nó sẽ làm gì? Các bạn bấm phím F11 thôi để ta tiếp tục chạy debug. Nó trả về đây là cái bảng table view ha các bạn. Tuy nhiên cái bảng table view mình chưa thiết kế gì hết cho nên nó chưa có gì cả. Thì bây giờ cách đơn giản nhất để mình thiết kế đó chính là các bạn copy lại cái phần div phía trong đã có sẵn của cái form, của cái trang kết quả tìm kiếm đấy hả, để ta thiết kế một cái kết quả tìm kiếm bài tiêu hồ. Thì một cái bài tiêu hồ view nó cũng như là một cái view, và lúc này chúng ta không phải là trả về model là phân trang kia nữa, ai bay list gì nữa giống như bên đây nữa, mà chúng ta chỉ trả về đơn thuần là một cái list sản phẩm thôi. Các bạn có thể là viết tắt như vậy thay vì các bạn phải using nhiều lần. Cái tên rồi chúng ta chấm nó là thư mục gọi là model ha, và chấm cái class gọi là sản phẩm. Đây cũng là một cách viết ngắn gọn. Ok ha, ta save lại. Thì này các bạn sẽ thấy nó sẽ load ra sản phẩm đây. Reload lại. Chúng ta xem cái debug đường đi của nó thôi. Sao tại đây cho nó người ta một cái tiếp cho nhanh nha.
Ok, nó quay khá lâu, chúng ta tắt và tổng ở lại bên phần bên đây nha. Chúng ta sẽ tắt cái project chúng ta tổng ở lại. Đây các bạn sợ từ khóa là Sony. Ok hai các bạn. Thì bây giờ chúng ta search từ khóa Sony hoặc là chúng ta search từ khóa là HTC chẳng hạn. Đây, các bạn xem cái đường đi của nó này. Từ cái trang là kết quả tìm kiếm này có một cái form ASCII và chúng ta lấy từ khóa từ đây và chúng ta submit về về cái action này và action này xử lý nó sẽ trả về cho chúng ta một cái bản tiêu hồ view. Đây, bản tiêu hồ view của chúng ta đây các bạn. Và nó được sắp xếp theo cái cách mà các bạn xử lý log dữ liệu ha. Và mình bấm F5 để cái quá trình này nó diễn ra nhanh hơn. Các bạn thấy đây, nó log ASCII lại. Tuy nhiên cái này của chúng ta chưa có phần trang ha. Mọi thứ trên đây vẫn giống như là cái trang tìm kiếm của chúng ta. Bởi vì mình copy đoạn HTML từ đó mà. Thì đó là cái chức năng tìm kiếm bằng ASCII ha các bạn. Các bạn bỏ đi debug thì các bạn sẽ thấy nó chạy nhanh hơn rất là nhiều. Giờ mình search Sony ha. Đây, ra liền. Rất là nhanh luôn á các bạn. Bạn search là iPhone. Nhanh, khá nhanh hay các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp một cái chức năng nữa. Tuy nhiên nó nhanh là một chuyện, còn nó có dễ nhìn hay không lại là chuyện khác. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thiết kế thêm một số các cái trang ở dưới đây ha, một cái số các cái link về cái phân trang ở dưới đây ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái việc đó. Thì mình sẽ nói ra cái ý tưởng của mình trước. Là tất cả những cái sản phẩm này mình sẽ phân thành là 6 sản phẩm một trang và những cái ID nào thuộc cái trang nào thì chúng ta sẽ đặt cái lát cho nó. Bây giờ mình sẽ tạo hai cái biến ha. Chúng ta tạo ở trên ngay trên view này luôn. Bởi vì chúng ta phân trang thông qua view, chúng ta không phân trang qua controller nữa. Chúng ta sẽ đặt, mình sẽ tạo một cái biến gọi là sản mã sản phẩm, số lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm trên trang ha bằng 6. Và cái thứ hai đó chính là cái trang ha, biến trang. Mình đặt là y số lượng sản phẩm trên trang đi, cho đồng bộ ha. Và y ở đây là trang bằng 1. Cái biến này có nghĩa là cái biến trang và biến này là biến số sản phẩm trên trang ha. Số sản phẩm trên trang thì mình cho nó là 1. Mình bắt đầu từ 1 ha. Cái này là biến đếm, biến đếm, đếm số lượng sản phẩm trên trang. Và đây là một cái biến, cái này biến là biến đếm mà. Thì đếm đếm số lượng sản phẩm trên trang và biến này mới là biến sáu ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ gán những cái ID của những cái div này lại. Thứ nhất là mình sẽ cho nó chạy tăng cái biến đếm lên. Đầu tiên là mình kiểm tra trước ha, kiểm tra nếu như mà cái thì đếm số lượng sản phẩm trên trang mà chia hết cho y số lượng sản phẩm trên trang ha. Thì lúc này trang mình sẽ cộng lên
bằng bằng không, thì mình sẽ cộng cái trang lên. Và ở đây thì cái biến y trang sẽ tăng lên một. Cái biến này là biến đếm thôi. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại biến này biến đếm đi cho các bạn khỏi phải đọc dài dòng. Y đếm, đếm có nghĩa là các bạn nhầm hiểu là nó đếm cái số lượng sản phẩm đó các bạn, nó liên tục tăng thông qua một sản phẩm, một sản cứ mỗi một sản phẩm nó sẽ tăng lên như vậy. Và bây giờ ha, mình sẽ cho một cái đếm để hiển thị ra cái trang. Mình sẽ ghi comment line lại cho các bạn. Và đây chính là số trang. Ở dưới đây mình sẽ xây dựng một cái div. Div này là div gì hả? Div này chính là cái div trang. Ở đây thì mình sẽ cho nó chạy một cái vòng lặp for each, dòng lặp for y chạy từ 1 cho đến y nhỏ hơn bằng y trang ha, y tổng cộng. Ở đây sẽ là y. Đây bạn chạy trên giao diện chúng ta sẽ thấy là Sony. Đây bạn thấy là rất là nhiều sản phẩm nhưng nó ngầm tính được là nó sẽ chia thành 5 trang. Nhưng chúng ta chưa phân trang ha các bạn, chúng ta chưa hề phân trang cho những cái này. Nhưng chúng ta chỉ mới làm là được cái số trang ở phía bên dưới thôi. Thông qua các bạn có như vậy thì chúng ta sẽ có được cái số trang ở bên dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp một công đoạn nữa, đó chính là chúng ta sẽ CSS và jQuery nó lại. Để CSS thì các bạn gắn cho nó một cái class ha. Ok, chúng ta sẽ gắn cho nó một cái class. Và class đó nó sẽ theo phân theo từng trang ha. Thì đây chúng ta sẽ chạy một cái lát động. Các bạn dùng cái phương thức là url.content ha. Thì cái lát động này nó sẽ có thêm một cái gọi là trang cộng cho. Đây chấm tu trên chúng ta sẽ đóng cái mặt này lại. Thì các bạn xem đây, chúng ta sẽ có được gì sau khi chúng ta làm cái bước đó. Kết quả tìm kiếm đúng không nào, chúng ta tìm là Sony tìm kiếm, thì bạn xem chúng ta có được gì. Đây các bạn thấy là những cái sản phẩm nào thuộc trang 1. Đây các bạn thấy đây, sản phẩm nào thuộc trang 1 thì nó sẽ ra ở đây là trang 1 chúng ta. Đây là trang 2 ha. Những cái sản phẩm tiếp theo tương tự như vậy, trang 3, 4, 5. Đó, nó có những cái lát cho chúng ta. Sau khi nó cứ phân thành 6 sản phẩm trên một trang. Và cái bước kế tiếp chúng ta sẽ jQuery. Chúng ta sẽ jQuery ha. Thì đầu tiên chúng ta chỉ show 6 sản phẩm đầu thôi, là trang 1. Chúng ta sẽ đặt một cái div ở trên đây là div
chúng ta tận dụng cái div của nó có sẵn đi. Symbol item đầu tiên chúng ta sẽ cho nó ẩn hết ha. Cho tất cả các trang ẩn hết, đây chính là bước 2 ha. Bước 1 chúng ta phân trang trước, đây là bước 1. Và đây là bước 2. Và chỉ cho trang 1 hiện thôi. Tất cả trang tổng hết. Cho một cái space to đây. Display bằng 5. Đây, các bạn thấy nó ẩn hết đúng không nào? Chúng ta cho trang 1 hiện. Đây, các bạn xem đây. Trang 1 hiện ha. À thì tại sao nó chỉ có 5 sản phẩm? Chúng ta chạy từ 1 cho đến y trang. Đây, tại sao? Thì chúng ta cho biến đếm chạy từ 1 thì lần đầu nó sẽ không có ha. Chúng ta cho chạy từ 0 mới đúng. Ta xem lại. À, không thì không đúng. 1, 6 sản phẩm trên trang, y trang, cộng, cộng. Đầu tiên đếm là 1, nó sẽ xuất ra và nó sẽ không. Và nó chia hết cho 0. Lần đầu tiên nó sẽ không chia hết. Thứ hai không chia hết, lần thứ ba không chia hết. 4 không chia hết. Ok, tại sao lại có 5 sản phẩm? Mình cho nó chạy từ 0. Mình chạy từ 1. Ok, cái này là cái tính toán thôi, từ từ chúng ta tính lại ha. Bởi vì chúng ta duyệt theo cái dòng lập for list thì nó lấy từ phần tử thứ không, do đó nó không khớp thôi các bạn. Mà chúng ta cho cái này chạy từ 1 thì nó sẽ bị lạc lẻ một cái sản phẩm, do đó chúng ta cần có một công thức khác tính lại. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn phân trang trước đã, rồi mình sẽ quay lại mình nói các bạn cái đó sau ha. Thì đây là sau khi mà các bạn cho cái trang của chúng ta nó hiển thị lên rồi và tất cả trang còn lại nó ẩn đi. Và cái bước thứ hai, cái bước thứ ba chúng ta sẽ xử lý là bước 3 ha. Xử lý click vào nút click vào link trang nào thì show trang đó. Đây. Chúng ta sẽ dùng trang query ha. Thì đầu tiên chúng ta cần đặt cho nó một cái class ha. Class này chúng ta sẽ lấy là cái số trang luôn ha các bạn. Ta sẽ đặt cho nó thêm một cái lát nữa để ta gọi sự kiện list. Lát tiếp theo chúng ta sẽ đặt là
Linh Trang. Nếu như cái Linh Trang này lết ha các bạn. Đây. Chấm lết. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái div này tất cả nó đều ẩn đi cả, kể cả trang 1, cho tất cả các trang ẩn đi. Chấm 2 ha. Và cái trang hiện tại, làm sao để chúng ta biết được cái trang hiện tại, những cái sản phẩm nào thuộc trang hiện tại nó sẽ hiển thị lên, thì chúng ta sẽ dựa vào cái lát này nha các bạn. Thậm chí chúng ta không cần sử dụng lát nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái thuộc tính của HTML, đó là data, và các bạn tùy biến với cái tên kế tiếp, có thể là data số trang đi, các bạn muốn đặt gì cũng được. Data số trang bằng, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để ta ghép cái thuộc tính của thẻ HTML, ghép cái giá trị trong đây ha. Thì mình sẽ lấy cái, mình sẽ đặt là lấy đầu tiên là chúng ta sẽ lấy ra số trang từ thẻ A và số trang bằng bằng gì, bằng cái thuộc tính của cái này. Div, các bạn sẽ gọi div chấm, div chính là cái thẻ A hiện tại mà các bạn bấm cái sự kiện list ở đây, chấm property ha, hoặc là cái attribute gì đó. Ok ha, bây giờ mình sẽ chạy thử, mình sẽ alert cho bạn thấy số trang nó có lấy được không. Ok ha, nó không lấy được. Tiếp chấm, property không lấy được thì mình sẽ lấy cái đặc tính là attribute. Mình sẽ lót lại đây ha, nó lấy được cái tên tên trang. Từ đây thì các bạn có thể tùy biến, các bạn đã lấy ra được số trang rồi thì bây giờ cái việc còn lại các bạn chỉ đơn giản là gọi những lát nào thuộc số trang đó thì. Đây khi nãy mình đã cho các bạn xem là cái lát ở trên đây là một cái lát động, nó được phân trang rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là click vào thẻ A trang nào với cái số trang nào thì nó sẽ hiển thị ra cái số trang đó, đơn giản thôi. Chúng ta sẽ dùng rồi cú pháp là url.content một lần nữa ha. Chúng ta truyền vào là số trang. Show ha. Đây bạn tìm kiếm bóng mặt trang 2. Ok, nó vẫn chưa lấy được do cái cú pháp này chúng ta chưa đúng. Chúng ta cần có hai cái dấu ngoặc kép để bao lại cái clip này.
sau đó chúng ta truyền vào URL content ha. Số trang chúng ta nên số trang có thể là do cú pháp của Javascript và jQuery nó gặp vấn đề. Ok, mình thử tìm kiếm lại. Ok, nó được rồi ha các bạn. Các bạn xem nè, ở đây là một cái điện thoại khác và ở đây là những cái clip. Đây, chúng ta đang ở trang 1 thì trang 1 bằng non rồi ha, và trang 2 nó sẽ hiện lên. Và đây tương tự, do khi nãy mình thấy là cái máy tính này giữa hai trang này giống nhau ha, cho nên mình nhập ha, thực ra là nó đã phân trang được rồi ha các bạn. Thì việc phân trang nó vô cùng đơn giản với Javascript và jQuery. Đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem quay lại vấn đề, chúng ta tìm hiểu tại sao nó lại bị là chúng ta phân làm 6 trang nhưng nó hiện có 5 sản phẩm thôi. Chúng ta cho đếm chạy đến không thì không được, lần đầu nó sẽ không hiện ha. Cái sản phẩm đầu tiên nó sẽ không hiện. À đúng rồi ha các bạn, bây giờ mình sẽ sửa lại cho cái số trang từ 0 thì nó sẽ hiện ra. Nhưng tuy nhiên nó sẽ tính sai một cái đầu tiên là cái này bằng 0. Nó sẽ cộng cái số trang vào thêm luôn. Đây mình sẽ xem lại, sẽ lót lại. Đây cái trang 1 nó rỗng rồi. Và trang 2 nó phân làm đúng là 6 sản phẩm rồi ha các bạn. Do đó chúng ta cần kèm thêm một cái điều kiện ở đây nữa là và thì đếm khác bằng không ha. Ok, và chúng ta sẽ tìm lại. Đây các bạn thấy không? Giờ mình sẽ tìm HTC đi, tại vì nó nhanh quá. Đây, ha, hai trang. Trang 1, trang 2. Sony. Đây, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Đó, đó là toàn bộ về cái chức năng tìm kiếm thông qua Ajax và chúng ta phân trang bằng jQuery và CSS thôi. Thì đó là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau ha. Các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta cứ gửi lên một thảo luận. Tuy nhiên các bạn nhớ là khi chúng ta gặp lỗi gì thì chúng ta cần copy, các bạn cần chụp lại những cái hình ảnh. Thứ nhất là cái tên lỗi là chúng ta phải có rồi, cái nơi mà phát sinh ra lỗi chúng ta phải có rồi ha. Và cái thứ hai là chúng ta kèm theo những cái file mà nó kéo theo những tên lỗi. Thì nói nôm na ra là các bạn có thể là chụp cho mình cái action xử lý cái công việc đó và cái view để hiển thị cái view hiển thị của cái action đó ha, hoặc là cái nơi mà chúng ta code xử lý cái action đó ở tại bên những cái bảng tiêu hồ view hay là những cái view hay là những cái layout gì đó vân vân.
thì các bạn cần chụp cho mình hai cái đó ha. Thứ nhất là cái action xử lý ở bên controller, và cái thứ hai là cái đó nếu cái lỗi phát sinh từ từ những cái mục thông dụng liên quan đến hai thứ này ha. Các bạn một số bạn thì các bạn chỉ chụp cho mình xem bên cái view thôi, một số bạn thì chỉ chụp cho mình bên controller thôi, thì lúc đó mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc xử lý. Nếu các bạn nào có liên quan đến về mặt dữ liệu mà bạn tự build cho mình cái project riêng nữa thì các bạn có thể là các bạn vào đây các bạn chụp cho mình cái bản liên quan đến cái đó ha. Thứ nhất là các bạn chụp cho mình là cái cấu trúc bản. Giả sử như mình phát sinh lỗi từ cái bản sản phẩm, có thể là do nó thiếu dữ liệu hay gì đó, thì chúng ta các bạn chụp cho mình cái phần là đây, cái phần dữ liệu của cái bản đó. Có thể dữ liệu cũng gây một phần là nó gây lỗi nữa ha các bạn. Đây, các bạn chụp cho mình cái này và cái action cũng như là cái view để mình dễ dàng xem, và mình sẽ giúp hỗ trợ các bạn xử lý cái lỗi đó ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.